xe lái luôn các bạn ha, em lái chủ xe luôn. Hai anh em đi cái gì? Dạ. Ba hàng lớn, em kia. Anh em ruột luôn hả? Dạ. Em gì? Nhà cứng chó em không thỏi chỗ nào? Thỏi khu dân cư rồi. Chứ biết xử không đúng không? Biết. Trong đó hả? Dạ, xử nó mới ra. À, xử này ra ông còn nãy đó. Dạ, dạ. Cái tem còn đó. Dạ. Trước giờ cưng lái xe nào? Lái cho ông Dương Úc Đạo. Ông Dương Kinh Bảy hả? Ủa tao bay hoài sao tao không biết mày ta? Xem Dương anh quay hoài luôn á. Dương trong Kinh Bảy ha, khu 3 ha. Phải không? Úc Đạo, Dương Úc Đạo biết không? Úc Đạo nào? Úc Đạo anh không biết. Gần số 1 á. Ờ, Dương biết. Chắc không biết rồi. À, hầu như xe trên đó anh quay cũng hết luôn. Có cả. Có yeah. Nguyên yeah, yeah. Xe nào không quay xuống đây ăn xuống đây làm tành tành tới tết luôn về ngon rồi. Hồi trước cũng đi xuống đây hả? Chưa đó, giờ mới xuống đây đầu luôn. Yeah, giờ nước bên quen vòng vòng ở đây nè, đi qua đây làm. Giờ nước mặn làm vòng vòng bên Vĩnh Long và Vinh đó. Giờ nước mặn lai gai rồi đó. Có xe đâu, có không có xe à? Anh xuống chỉ thấy có một chiếc 07 hả mà. Ừ. Đi vòng đây hoài có xe mẹ gì đâu. Chặn dài bỏ xa nào. Hầu như anh đi xuống là có quay được cái gì đâu. Thì gần dài có một chiếc một á. Tới lui. Quay nó cần cục cái bà làm không ạ? Ừ, quay cần cục làm vuông không à. Cần dài có đâu có thấy đâu là quay. Cần lùi lùi dài dài đây ngon á. Chiều mấy hai chiều liên tiếp luôn cái chục ngày nay đó, đi qua đây làm luôn coi sao. Xuống mười mấy bữa hả? Dạ. Phà dài là, tới giờ là được 14 ngày. Phà dài mười mấy? Có 12 mét. Mười hai cần hai luôn. Dạ. Cần hai gửi. Phà 44 34 dạ. Hả? Dạ. Phà ngang 34 hả? Dạ. Hồi trước xe này cứ mua trả là xe đang làm cần cục mà lên. Xe đang làm cần cục á rồi mua đem về rồi lên cần luôn. Đóng phà mới xe mới luôn, hết nhiều cân. 500 mấy à. Ừ. Chưa mấy ủi nữa hả? Chưa mấy ủi nữa. Làm kín gió còn về mua cái mấy ủi. Chứ sông lớn bơi không. Mang cái sông cái lớn á. Bơi ra không. Qua chiều hôm qua tới qua được cái xong rồi qua dài tới đây nè, dưới này kinh nhỏ kinh lũi vô ngon chứ. Nhầm kinh chiếc xe 07 hổm đi không được này, im cái qua cầu bề ngang nhỏ qua im tại qua ông đóng chiều ông đóng 13 14 mấy không chịu đâu, đợi qua tết đi dùng trên múc. Dạ. Kinh cạn cạn đi múc nó không có vô nước. Vậy là trước giờ chân cưng có làm xe chưa? Còn cưng lái mướn hay là cưng làm xe nhà, cưng có lái nhà luôn. Xe nhà rồi ha.
đậu đây nghỉ ăn cơm rồi đi chưa. Anh xuống đây hàng ngày luôn á, xuống đây quay mà quay xe cuốc chảnh, giờ đâu có xe bọng gì đâu. Chứ giờ coi kênh anh chưa, có kênh coi kênh không? Dạ, nhớ có coi rồi, thấy cái kênh nó gọi Bị gì? Bị gì? Cái bơm á. À. Xe xuống làm được 2 ngày luôn, làm quá trời làm luôn. Nó kèo rồi sẵn đó. À. Làm luôn quá trời luôn, đã cái rồi. Nhớt rồi trong mấy cái ống thôi cũ á, nó cặn rồi trong á, đâu có xúc ra đâu. Rồi chạy qua tới bơm rồi đó, rồi nghiền miếng banh lên luôn rồi thay rồi. Tháo rồi hai cái chục ngày, 5 ngày trời. Dạ. Rồi xong im mới đi làm tới giờ này. Rồi Tết rồi về làm lại nó chưa im. Chứ hàng thiện. Chú biết ông cò không? Ông còn nữa. Cò, hàng cò. Không. Cũng tài xế hả? Ông Thảo Mỹ, ông là già con, đã ông để tên còn vậy đó. Em ra đậu ngay vô bằng.